Từ ngày 10 tháng 3, cặp vợ chồng sinh hai con một bé sẽ được miễn giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, sữa học đường. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ đó, các cặp vợ chồng phải cam kết là không sinh con thứ ba. Theo đó, căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, các cặp vợ chồng sinh hai con một bé cam kết không sinh thêm con sẽ được khuyến khích tôn vinh như biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt, miễn giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, hỗ trợ sữa học đường và các nội dung hình thức phù hợp khác. Đối với những người cam kết sinh hai con một bề mà vỡ kế hoạch, sinh thêm con thứ ba, phải có trách nhiệm bồi hoàn và bị xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, thông tư cũng quy định đối với cá nhân là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ hai con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn, được hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.